được không? Nghe bát tét rất hay luôn. Tắt đi này. Đấy, tắt đi tiếng nhạc nó dìm hố hẳn luôn. Bật lên này. Cực kỳ hay luôn. Các bác nhận hàng được quyền kiểm tra hàng nhá. Rồi, xin chào các bác. Ngày hôm nay thì bên cửa hàng em còn một ít thôi. Chỉ còn khoảng tầm đâu đó 7-8 chiếc gì đó. Thì đây là một trong những dòng lâng tiếng mà bên em bán chạy nhất trong thời gian vừa qua. Lâng tiếng Lake Aquatic với mã là MP300 nhá. Thì cái mã sản phẩm này là mã đời cao của cái dòng Lake Aquatic, bởi vì nó tích hợp cho các bác là vỉ mạch Bluetooth 5.0 này, có cả cổng quang luôn này. Đấy, và tất cả các chân jack đây này, tất cả các cái chân jack out cũng như là các cái chân jack đây là đầu in vào, out ra bằng đồng hết các bác nhá. Và hôm nay thì em sẽ vỡ hẳn ruột gan cho các bác để các bác tham khảo luôn này. Đấy, cái video hướng dẫn chỉnh con này thì em cũng đã có rồi, và con này là con lưng tiếng thì sử dụng nó cũng rất là dễ thôi, không có gì khó khăn cả. Quan trọng là ngày hôm nay với một mức giá cực kỳ hợp lý, em thanh lý lốt cho tất cả các bác nhá. Thanh lý lốt cho các bác số lượng không còn nhiều, chỉ còn vài chiếc thôi. Đấy, mức giá ngày hôm nay em thanh lý cho tất cả các bác. Bình thường em bán con này là 1.150.000 đồng. Đấy, hôm nay em thanh lý cho tất cả các bác với mức giá là 990.000 đồng. 990.000 đồng. Đấy, số lượng thì chỉ còn vài chiếc thôi, không có nhiều đâu. Cho nên là rất mong các bác, thực sự bác nào mà đang sử dụng vang số này mà chúng ta can thiệp cái phần bát tép nó hơi khó á, thì các bác có thể chơi con này để chúng ta có thể can thiệp được cái giải bát, giải tép của cái đường nhạc, được các bác chưa? Thế còn bác nào mà chơi vang mà không có Bluetooth, đấy, không có Bluetooth mà chúng ta muốn can thiệp bắt Bluetooth chơi cho nó tiện, thì đây cũng là một sự lựa chọn khá là hợp lý. Và rất nhiều con vang không có cổng quang thì các bác có thể cắm trực tiếp cổng quang vào cái lưng tiếng luôn. Và cũng phải đặc biệt nữa, đó chỉ là mức giá ngày hôm nay cung cấp cho các bác chỉ có 990.000 đồng một chiếc thôi. Bên em miễn phí ship cho các bác nhá, tặng dây kèm cho các bác kết nối luôn, được chưa? Đây, bác để ý cho em này, mặt đằng trước đầy đủ các giải này, bát này, đây là giải cắt HPF này, đây là processo này, cái này của nó là đường nhạc của nó, tức là đường nhạc chúng ta nghe theo thể loại nhạc gì thì các bác vặn nghe là hợp lý thì mình để thôi. Thế còn đây là hai âm lượng tổng của hai bên, đấy, bên này cũng vậy. Và ngoài ra con này thì có đường sup out nhá, đường sup out rời luôn chỉnh đây này, ở đây nó có đường sup out này, đấy, sup bát out này. Đấy, thế còn đây là đường ao ra bằng jack calon. Thế còn em sẽ có dây từ ao, từ hoa sen này xuống này. Đấy, cắm được in nhạc vào đây, được chưa? Bắt nhạc vào đây, Bluetooth hay là cổng quang thì các bác chỉ cần ấn ở cái đường input ở đây thôi là nó sẽ hiện lên ở trên này. Aux này rất dễ luôn. Đấy, bật lên tắt đi ở chỗ này, được chưa? Đấy, tức là qua và không qua. Mức giá cực kỳ hợp lý cho tất cả các bác. Đây, vì mạch này không có gì giấu giếm bác cả, được chưa? Đấy, nó đã được tích hợp một bo mạch xử lý Bluetooth 5.0 ở đây này. Đấy, tất cả hàng mới nguyên thùng nguyên hộp nhá. Hôm nay em thanh lý lốt cho các bác vài chiếc rồi, 990.000 đồng. Đấy, em miễn phí ship luôn nhá, miễn phí ship luôn, nhận hàng bác kiểm tra hàng thanh toán cho em, và em bảo hành con này cho các bác trong vòng 1 năm để cho các bác yên tâm sử dụng đầy đủ hết tem bảo hành với cả tem công ty bên em phân phối nhá, đầy đủ luôn, được chưa? Bảo hành luôn cho các bác 1 năm, yên tâm sử dụng cho em luôn. Đấy, nhạc cực kỳ hay luôn này, được. Nghe bát tép rất hay luôn. Tắt đi này. Đấy, tắt đi tiếng nhạc nó dìm hố hẳn luôn. Bật lên này. Cực kỳ hay luôn. Các bác nhận hàng được quyền kiểm tra hàng nhá. Các bác cứ cắm thử vào cho em, nếu cảm thấy không hay hơn giả về cho em luôn. 990.000 đồng. Thực sự đây là mức giá cực sốc, em thanh lý cho tất cả các bác. Bác nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho em, hoặc để lại cho em xin họ tên, địa chỉ, số điện thoại. Nhân viên bên em sẽ trực tiếp liên hệ các bác để các bác đặt hàng các bác nhá. Xin chào các bác trong video tiếp theo.